Các bạn nha, mình xin hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được khoảng 5.000 đô trong Chitlity nha. Điểm số thông tin về đặt token này, tên token Chitlity Protocol, tổng cung phát hành là 100 triệu nha, đã có 608 tài khoản order, đã phát sinh 1.158 lượt giao dịch. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.rock.net nha, link truy cập website và lấy thông tin được clam token mình để ở phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn giúp tiếp nút copy contract nhé, và các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn, nhấp vào nút import token nhé và dán địa chỉ contract vào, nhấp add custom token nhé và nhấp import token. Rồi mình đã ở đây mình đã có làm được 500 GDP. Thì mình là sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách làm tiếp nhé. Rồi các bạn nhấp vào nút quay trở lại website clam.rock.net, nhấp vào nút get token nhé. Sau đó các bạn nhấp vào red cell và nhấp vào nút clam 50 GDT nhé. Rồi mình sẽ làm tiếp này. Rồi ghi ra là 0.004 BNB, nhấp copy và xác nhận nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Rồi mình đã claim được 550 đồng, tổng 550 đồng cho con Chili. Thì các bạn dùng AirDrop sẽ kết thúc vào 50 ngày nữa nha. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách thường xuyên theo dõi website clam.rock.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng cần mới nhất trên nền tảng Blockchain nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, MaxC, Gate, Trimetalo và nhiều sàn các giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.